đi khắp. Sao vậy đi khắp? Xin chào tất cả mọi người Xin chào nhá. mọi người. Ok nha các bạn ơi. Thì hôm nay là ngày 11. Hôm nay là ngày mà bạn gái của bạn Duy sẽ bay đến Bangkok các bạn. Thì bây giờ ba anh em mình chuẩn bị lên xe và sẽ đi đón bạn gái của Duy nhá. Thì cái cuộc gặp gỡ này Duy đã chờ đợi hơn 1 năm rồi mọi người ạ. Và bọn mình này là những người bạn của Duy cũng một phần nào đó cảm thấy cái sự thôi thúc trong lòng, cảm thấy cái sự náo nức trong lòng khi mà chuẩn bị được đưa Duy đi gặp Nan. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi nhá. Đến nơi rồi ta sẽ quay lại. Ok, bye bye. Bây giờ mình với lại Duy và Chép đã đến sân bay để đón bạn gái của Duy rồi. Thì Duy, bây giờ sắp được gặp bạn gái rồi, cảm giác của Duy như thế nào? Sau bao nhiêu ngày xa cách và bây giờ chỉ còn mấy mấy phút nữa thôi, chỉ còn 1 phút nữa thôi Duy đã được gặp bạn gái của mình rồi. Duy có cảm nhận như thế nào, cảm nghĩ như thế nào? Bây giờ nói chung là bây giờ rung quá, không biết nói gì hết. Có cái gì cảm thấy bồi hồi trong lòng không? Cảm thấy ôm vợ một cái thật chặt nhá. Cái gì phút này là Duy cũng chờ đợi lâu. Thế thôi, bây giờ Duy đang rất là xúc động nên là chúng ta chỉ có thể hỏi Duy đến đây thôi. Tí nữa chúng ta sẽ quay lại cho mọi người xem nhé. A few moments later. Ok nha các bạn ơi, đây là giây phút mà Duy đã chờ đợi rất là lâu rồi. Họ đã phải xa nhau hơn 1 năm và đây là giây phút mà không phải chỉ mình, vợ chồng mình mà tất cả mọi người trên kênh của Duy đều mong chờ cái ngày mà Duy được gặp Nan, và nó đã thành hiện thực rồi các bạn ạ. Ok nhá mọi người ơi, thì sau bao nhiêu khó khăn, thì mình và Jeff đã đưa Duy đón được vợ tương lai của Duy là bạn Nen về đến nhà mình an toàn rồi. Thì sau đây có một vài câu hỏi muốn gửi đến Duy và Nen, đó là hai bạn, cảm xúc của hai bạn thế nào khi mà cảm thấy thế nào? Em đang cảm thấy xuất sắc đó các bạn. Bây giờ em đang là nắm tim luôn, chứ em đang nắm tim quá các bạn ơi. Suy nghĩ là nếu nhìn với anh yêu là muốn làm cái gì trước, muốn làm cái gì sau đó hả các bạn? Muốn hát, muốn ở mọi yêu, đúng không? Ừ, đúng rồi. Muốn khóc, có khóc chưa? Em đang có suy nghĩ nhiều quá, thì em bây giờ em đang là nhìn với anh yêu rồi đó hả? Em đang là vui, vui quá các bạn. Vui thề các bạn, một năm với một tháng nữa các bạn ơi. Em đang không có dường mặt của anh yêu, em đang không có touch, không có làm cái này với anh yêu nữa hả? Cứ có nói điện thoại mỗi ngày nữa các bạn, giống yêu online à các bạn ơi. Em đang là ô, bây giờ dần anh yêu ngồi xuống ở đài với em đang rồi là em đang là ô. Ok,
Bây giờ cảm nghĩ bạn gì? Đôi lời gì muốn nhắn nhủ đến những người luôn yêu thương hai bạn, luôn bên hai bạn những cái lúc khó khăn nhất? Cái này là rất là quan trọng, cái điều này là vì trong cái thời gian mà Duy á cố gắng để mình đi tìm, mình làm mọi cách để mình tìm bạn gái á, thì cũng nhận được rất là nhiều lời động viên của các cô chú anh chị bạn bè ở trong nước ngoài nước luôn. Thì Duy thật sự thật lòng luôn là rất là cảm ơn là đã ủng hộ cho Duy và Nan, đã lúc nào cũng đồng hành từ những ngày đầu mà Duy bắt đầu làm YouTube đến bây giờ vẫn luôn đồng hành và bên Duy. Thì Duy chân thành là cảm ơn này, cảm ơn từ tận đáy lòng luôn á. Tại vì Duy không có giỏi ăn nói thì Duy cũng sẽ cố gắng nói những cái gì nó nghe cho nó hay, để cho quý cô chú anh chị và các bạn hiểu được là cái tấm chân tình của Duy là Duy muốn dành cái sự cảm ơn lớn nhất cho mọi người, cho ba mẹ, cho tất cả mọi người đã ủng hộ bên Duy, nhất là ba mẹ là cái người lúc nào cũng an ủi, cũng động viên, cũng như là quý cô chú anh chị và các bạn cũng lúc nào cũng an ủi và động viên. Thì Duy chỉ muốn bây giờ chỉ nói là cảm ơn, thật lòng mà cảm ơn thôi. Nên anh, em muốn nói gì cảm ơn mọi người không? Dạ, cảm ơn. Lúc trước là em đang cảm ơn mẹ với cha của anh Duy trước nè các bạn ơi, là cho anh Duy đi ở đây được nè ha. Thường là nếu ai có cha có gia đình đúng không, gia đình có suy nghĩ nhiều quá, nếu có con là muốn đi ở đâu đúng không, giống mẹ của em nè, nếu em nè muốn đi ở Việt Nam nè cũng đi không có được đúng không. Mẹ là có suy nghĩ nhiều, là mẹ với cha của anh Duy là cố lên nhiều quá, là top, suy nghĩ top với chúng ta quá, không có gì cho anh Duy đi ở đây được đúng không. Nó có hai người, có nhiều người giúp chúng ta đó anh Duy, nó có chị trên anh Thắng ở Việt Nam đúng không, chăm sóc anh Duy nè các bạn. Bây giờ là anh Duy đi ở cách ly, hơi cách ly rồi, có cách ly là có em tiếp anh cho là đi mua nhiều đồ ăn chăm sóc anh Duy ở ngủ, nên là cảm ơn nhiều lắm cho chăm sóc anh Duy. Anh yêu của em nè, là em đang không có thời gian cho đi ở Bangkok, ở nhà của em đang xa với ở Bangkok. Đúng rồi. Xin cảm ơn nhiều lắm bạn ơi. Cảm ơn ông nha. Chung. Đúng rồi. Bây giờ vợ chồng hai bạn ôm nhau một cái đừng nắm cho mọi người bao nhiêu người một chân. Nàng em. Ôm em. Không sao, bây giờ là chúng mình bên nhau rồi, bây giờ là cùng cố lên ha. Phấn đấu. Yeah. Ok. Chào mọi người đi. Dạ, Duy cũng xin chào khán giả, chào quý chú anh chị các bạn đã quan tâm câu chuyện của Duy theo dõi. Dạ. Thì bây giờ thì Duy hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Nếu mà có cái hành trình gì mới mà Châu có thể ghi lại được á, chia sẻ với mọi người, thì mà cái điều quan trọng là cũng Duy cũng hy vọng là mọi người có thể ủng hộ cặp đôi Châu và Chép, cũng như là hai anh em tụi mình ở đất Thái thành nghề YouTube. Thì cũng hy vọng là tất cả mọi người ở trong nước ngoài nước, cô chú anh chị luôn ủng hộ và đồng hành cùng với anh em của tụi mình là kênh Duy Nisa và kênh Châu Anh Chép. Ok. Dạ. Cảm ơn hai bạn đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Mr. Châu. Bây giờ vui quá. Cảm ơn ông nha. Nếu như không có ông. Thật sự bây giờ cảm ơn ông nhiều lắm. Bây giờ nếu mà không có ông thì tôi cũng không biết làm sao luôn. Thật sự trên đất Thái này tôi không quen ai hết, mà không có ông, ai đưa đón tôi, không ai bày đường dẫn lối cho tôi, cũng không biết làm sao đâu mấy anh. Không, nói chung là tình cảm ra cứ để lại nắm tim hơi rồi. Cảm ơn ông. Cảm ơn hai vợ chồng rất là nhiều.